Chị Lam là công nhân may trong khu công nghiệp. Sau 10 năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay được tặng vé xe để về quê, gia đình chị rất mừng có thể đưa các con về thăm ông bà, đón Tết ở quê nhà. Cả đêm hồi hộp quá ngủ không được, nào nức để về quê để đón Tết cùng gia đình. Tại 10 năm rồi cả gia đình chưa được đón Tết ở quê. Rất nhiều sinh viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được các doanh nghiệp tặng tấm vé không đồng để về quê đón Tết. Sự tham gia của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức góp phần lan tỏa chương trình tấm vé nghĩa tình mà Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã tổ chức nhiều năm qua. Cảm thấy là rất ấm lòng khi nhận được món quà từ doanh nghiệp và được sự quan tâm bởi thành phố. Em rất yêu mảnh đất và thành phố con người ở đây. Sinh viên tụi em thì tụi em cảm thấy rất là vui, kiểu đỡ được áp lực về vấn đề tiền bạc. Nhưng ba mẹ cũng sẽ cảm thấy vui vì có con đi học xa nhà được về quê. Đây là sự đồng lòng của tất cả những người đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp mà cũng như các tổ chức của thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương luôn luôn đem đến một cái niềm vui đối với người lao động và cũng như sinh viên đang sinh sống tại phía Nam. Trân trọng gửi lời cảm ơn đến cái nỗ lực lao động cống hiến của đội ngũ đoàn viên người lao động trong suốt một cái năm 2023 vượt qua nhiều khó khăn thách thức để tiếp tục đóng góp cho cái sự phát triển của đất nước và thành phố. Tấm vé nghĩa tình, những chuyến xe không đồng như thế này mang theo cả tình cảm của người ở lại, chia tay người trở về quê hương, mong cho công nhân và người lao động cũng như các em sinh viên có thể trở về đón Tết sum vầy cùng gia đình. Một năm khó khăn đã qua đi, đón chào năm mới với hy vọng nhiều đổi thay trên quê nhà. Chia tay, tiễn công nhân, người lao động về quê với lời hẹn, mong họ sớm quay trở lại thành phố, mảnh đất.